Anh em thích con kiển này thì alo cho mình ha. Con này con kiển rồi anh em, mình mới bắt về luôn nè. Ủa ông chú đó, ông nuôi ba con này với hai con mỗi. Ông bỏ quá trời luôn, nói chung là không không chơi nữa, không chia lại cho mình. Nên đang bán lại cho mấy anh em ha. Anh em nào thích thì alo mình nha. Anh em nào thích về nghe gái thì alo mình. Con này quá thần luôn mấy anh em ơi. Chim này thần lắm nha mấy anh em, đẹp chim bự con nữa. Gái tiếng cũng bài bản lắm, thúc gù nghe mấy anh em, thúc tiếng gù dây vậy đó. Trời ơi, móc lúa như mày. Con này bổi gừng nha mấy anh em, bổi gừng chứ không phải của con. Bổi rừng tại nuôi lâu quá, cái để lâu quá nó thuộc người. Bổi gừng chứ không phải của con, để lâu quá, nuôi lâu quá nó thuộc người. Chân nha mấy anh em, thấy móc cời nè. Rồi nhanh gọn lẹ nha mấy anh em. Anh em nào thích alo mình ha. Để cho anh em giá 1,2 triệu thôi.